Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà David và dân cư Jerusalem vì tội lỗi và sự ô uế. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Cũng xảy ra trong ngày đó, ta sẽ trừ bỏ các danh của các thần tượng khỏi đất này. Người ta sẽ không ghi nhớ đến nữa. Ta cũng sẽ khiến các tiên tri và quỷ ô uế ra khỏi đất này. Từ rày về sau, nếu có ai còn nói tiên tri, thì cha và mẹ nó là kẻ đã sinh nó ra sẽ nói cùng nó rằng: Mày sẽ không sống nữa, vì mày nhân danh Đức Giê-hô-va mà rao những lời dối. Cha và mẹ là kẻ đã sinh nó sẽ đâm nó khi nó nói tiên tri. Sẽ xảy ra trong ngày đó, khi những tiên tri nói tiên tri, thì ai nấy sẽ bị xấu hổ về sự hiện thấy của mình. Họ cũng sẽ không mặc áo choàng bằng lông để dối trá nữa. Nhưng nó sẽ nói rằng: Ta không phải là tiên tri bèn là kẻ cày ruộng, vì ta đã làm tôi mọi từ thuở nhỏ. Nếu ai hỏi rằng: Những vết thương giữa cánh tay ngươi bởi cớ gì? Thì nó sẽ đáp rằng: Ấy là những vết thương ta đã bị trong nhà bạn ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Hỡi gươm, hãy thức dậy nghịch cùng kẻ chăn của ta và nghịch cùng người làm bạn hữu ta. Hãy đánh kẻ chăn cho những chiên tản lạc, và ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ. Đức Giê-hô-va phán rằng: Xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất, song một phần ba sẽ được còn lại. Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng. Chúng nó sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ phán rằng: Ấy là dân ta đây. Và nó sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Chương 14. Này, ngày của Đức Giê-hô-va đến, những của cướp ngươi sẽ bị chia giữa ngươi. Vậy, ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Jerusalem, và thành sẽ bị lấy, nhà sẽ bị cướp, đàn bà sẽ bị hãm, phân nửa thành sẽ đi làm phu tù. Nhưng dân còn lại sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành. Bây giờ, Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive, là núi đối ngang Jerusalem về phía đông. Và núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn. Phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Ác Sang, và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia vua Giu-đa. Bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Trong ngày đó sẽ không có sự sáng nữa, những vì sáng sẽ thâu mình lại. Ấy sẽ là một ngày mà Đức Giê-hô-va biết, chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng. Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Jerusalem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một. Cả đất sẽ làm nên đồng bằng từ Gê-ba cho đến Rimmon về phía nam Jerusalem. Thành này sẽ được nhắc lên và ở trong chỗ mình, từ cửa Benjamin cho đến chỗ cửa thứ nhất và đến cửa góc, lại từ tháp Hananeen cho đến những nơi ép rượu của vua. Người ta sẽ ở đó, nó chẳng bị rủa xả nữa, nhưng Jerusalem sẽ được ở yên ổn. Vả, này sẽ là tai vạ mà Đức Giê-hô-va dùng để phạt mọi dân tranh chiến cùng Jerusalem. Ngài sẽ làm cho ai nấy, khi chân đang đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó, lưỡi mục trong miệng nó. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va
sẽ gieo sự rối loạn lớn trong chúng nó, vì ai nấy sẽ nắm tay kẻ lân cận mình, và tay người này sẽ giá lên nghịch cùng tay người kia. Giu-đa cũng sẽ tranh chiến tại Jerusalem, và những của cải của mọi nước chung quanh sẽ nhóm lại ở đó, vàng, bạc và những áo sống rất nhiều. Cũng có ôn dịch cho những ngựa, la, lạc đà, lừa và hết thảy thú vật trong dinh trại đó đều bị ôn dịch như vậy. Xảy ra, hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân và giữ lễ lều tạm. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Jerusalem đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân thì sẽ không có mưa trên chúng nó. Nếu họ hàng Ê-díp-tô không lên và không đến đó thì mưa cũng không xuống trên chúng nó, và chúng nó sẽ bị ôn dịch này, là ôn dịch mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ lều tạm. Ấy, hình phạt của Ê-díp-tô và hình phạt của các nước chẳng lên giữ lễ lều tạm sẽ là như vậy. Trong ngày đó sẽ có chạm chữ trên những lạc ngựa rằng: Thánh cho Đức Giê-hô-va. Những nồi trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ giống như những bát trước bàn thờ. Mọi nồi ở trong Jerusalem và trong Giu-đa sẽ là thánh cho Đức Giê-hô-va vạn quân. Phàm những kẻ dân tế lễ sẽ đến lấy nồi mà nấu. Và trong ngày đó sẽ không còn có người Canaan trong nhà Đức Giê-hô-va vạn quân. Chương 10. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn, người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giê-xu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta? Ý vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Nhưng những lời đó, người Giu-đa lại chia phe ra nữa. Phần nhiều trong đám họ nói rằng: người bị quỷ ám, người là điên, sao các ngươi nghe làm chi? Kẻ khác nói rằng: ấy đó chẳng phải là lời nói của một kẻ bị quỷ ám. Quỷ há có thể mở mắt kẻ mù được sao? Tại thành Jerusalem có dự lễ khánh thành đền thờ. Bây giờ là mùa đông. Đức Chúa Giê-xu đi dạo trong đền thờ dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta,
Ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném ngài. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi cha đến, vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn, ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng ta đã phán các ngươi là các thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây là đấng cha đã biệt ra thánh và sai xuống thế gian nói ta là con Đức Chúa Trời. Cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Ví bằng ta không làm những việc của cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Chúng còn kiếm cách để bắt ngài nữa, nhưng ngài tránh khỏi tay họ. Đoạn ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi dân đã làm phép báp têm trước hết và trú tại đó. Có nhiều kẻ đến cùng ngài mà nói rằng: Dân chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều dân đã nói về người này là thật. Tại đó có nhiều người tin ngài. Chương 11. Có một người đau tên là Lazarus ở Bethany là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân ngài. Chính anh người là Lazarus đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Và Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê em người và La-sa-rơ. Khi ngài nghe người này đau, bèn ở lại 2 ngày nữa trong nơi ngài đang ở. Rồi đó ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này, nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng: Lazarơ bạn ta đừng ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Và Đức Chúa Giê-xu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazarơ, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giê-xu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: Lazarơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để cho các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó Thô-ma gọi là Didim nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn Lazarơ trong mộ 4 ngày rồi. Và thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 hectare. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải. Tôi tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về lén kêu em là Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia đương gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời vội vàng đứng dậy đến cùng ngài.
Vả Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Ma-ri và yên ủi người thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Ma-ri lúc đã tới nơi Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giê-xu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-sa-rơ là giường nào? Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhận lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhận lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-sa-rơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ri-si mách cho họ sự Đức Chúa Giê-xu đã làm. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận bàn rằng: Người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm thì thiên hạ tin người, rồi dân Roma sẽ đến diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa. Nhưng một người trong bọn họ tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng: Các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu sẽ vì dân mà chết. Và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài. Cho nên Đức Chúa Giê-xu không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa. Song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ê-phra-im, và ở lại đó với môn đồ. Lễ vượt qua của dân Giu-đa gần đến. Có lắm người trong xứ lên thành Giê-ru-sa-lem trước ngày lễ để tẩy uế. Vậy chúng kiếm Đức Chúa Giê-xu và đứng trong đền thờ nói với nhau rằng: Các ngươi tưởng thế nào? Người không đến giữ lễ hay sao? Và các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lệnh: Nếu ai biết Đức Chúa Giê-xu ở đâu thì phải mách với họ để họ bắt Ngài. Chương 12. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany, nơi La-sa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. La-sa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: Ra không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn nhê đặng bố thí cho kẻ nghèo. Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy để mặc người. Người đã để dành dầu thơm này cho Ngài chôn xác ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Giê-xu có tại đó bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-sa-rơ là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-sa-rơ nữa,
vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu. Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem, bèn lấy những lá kè ra đón Ngài và reo lên rằng: Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến là vua của Israel. Đức Chúa Giê-xu gặp một con lừa con, bèn lên cởi y như lời chép rằng: Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ chi, này vua ngươi đến, cởi trên lừa con của lừa cái. Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng đến khi Đức Chúa Giê-xu đã được vinh hiển mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, và người ta đã làm thành cho Ngài. Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu La-sa-rơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. Nhưng đó người Pha-ri-si nói với nhau rằng: Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết, kìa cả thiên hạ đều chạy theo người. Vả, trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ có mấy người Grec đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilê mà xin rằng: Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giê-xu. Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: Giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm. Có kẻ khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài? Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói con người phải bị treo lên? Con người đó là ai? Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu, hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng? Kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, rồi đi và ẩn mình cách xa họ. Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Vả lại chúng không thể tin vì Ê-sai lại có nói rằng: Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và ta chẳng chữa lành cho. Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Nhưng trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giê-xu, song vì cớ người Pha-ri-si nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng, vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Tuy vậy, Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta đến. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Lại, nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó, vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng.
bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy những điều ta nói thì nói theo như cha ta đã dặn. Thi Thiên 130. Đức Giê-hô-va ơi, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Chúa ơi, xin nghe tiếng tôi, nguyện tai Chúa lắng nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho để người ta kính sợ Chúa. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài, tôi trông cậy lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều. Chính Ngài sẽ chuộc Israel khỏi các sự gian ác ngươi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.